Phương pháp âm dương khí công thật đơn giản, rất ít tốn thời giờ và hiệu quả lại cao.
kết quả đạt được trên thực tế nhiều khi ngoài sức tưởng tượng. Người tập thường chỉ muốn mỗi lần tập khoảng 1 tới 2 phút, tối đa là 15 tới 20 phút. Và đặc biệt ở mọi tư thế đi, đứng, nằm, ngồi đều tập được cả. Hiệu quả là nhanh chóng đạt được. Một đặc điểm khác nữa của ông Dương Chí Công là tán khí cho toàn thân để chống đan điền, thay vì tụ khí ở đan điền như các phương pháp nội công khác. Do khí lực được phân bố toàn thân nên kết quả về công phu luyện tập cũng khá đặc biệt. Riêng về phương diện phòng và chữa bệnh thì người tập có thể phòng bệnh cho ít đau ốm, da sức và có thể tự tập để chữa một số bệnh mãn tính như đau lưng, dạ dày, xuyến, viêm họng, tiểu đêm, tốc tốc, tim mạch, thấu xương, vân vân. Tập thường xuyên phương pháp này còn làm sáng mắt, tai tỏ, trí óc sáng suốt, nhiều nghị lực. Độ tập trung tư tưởng cao và tâm tánh trở nên điều hòa, hiền lành, thanh thản. Vì thời gian không cho phép chúng tôi nói giới thiệu đầy đủ về phương pháp âm dương khí công nên chỉ xin nói gọn. Trong các kết quả về công phu mà chúng tôi sắp trình diễn đêm nay có sự đóng góp rất tích cực của âm dương khí công. Đây là một phương pháp rèn luyện cơ thể và tinh thần rất quý báu và đầy tính sáng tạo của dân tộc ta. Bài ngũ lộ lệ ma kiếm gồm 136 thế sử dụng bốn hướng chính và chủ tại tâm. Bài mang hình tượng rõ nét của năm loài cầm thú hổ, hầu, xà, long, hạc nên được gọi là ngũ cầm kiếm. Lộ thứ nhất là hổ hình kiếm, dũng mạnh, lanh lẹ và dứt khoát. Độc đáo của lộ này là thế mãnh hổ cầm dương, mãnh hổ xuyên cơ, mãnh hổ thu hình là ba hình tượng từ chúa sơn lâm truy chủ ngồi và thu hình chuẩn bị vào ngồi. Lộ thứ hai là hầu hình kiếm. Lưu trí nghề nhót luôn lọt gồm bốn thế bạch viên viên thân, bạch hầu thủ quả, bạch viên kiếm đào, độc hầu thủ thế, sử dụng hầu tấn mang hình ảnh lưu trí xảo quyệt của loài quân sư lục tộc. Lộ thứ ba là xà hình kiếm. Xà hình kiếm là một phần cắt tinh của hổ hình kiếm và hầu hình kiếm. Với bản chất hình động nhanh nhẹn và xà thấp, với những động tác lăn lộn của tròn, thế độc xà tự địa, trưởng xà quá ra, độc xà thu hình là những thế độc đáo nhất trong hệ thống tổ địa kiếm. Sử dụng bằng viên hóa nhiều thế tấn, kim xà tấn, quy tấn, tấn dương tấn để thủ thế cũng như là để tấn công phản công. Lộ thứ tư là long hình kiếm, triệt hạ loài độc xà. Trong kiếm pháp phải sử dụng long hình kiếm của loài rồng, đường kiếm rộng, dũng mạnh và oai phong, vẫy vùng trong những đường đánh, đánh thấp lên hay phản kích vai trò xuyên tâm của thế giao long ngộ vũ, giao long tuấn thủy và tiểu long thăng thiên, thực sự là tuyệt đỉnh của kiếm pháp. Và lộ thứ năm là hạt hình kiếm, phương pháp long kiếm khí đáng uống thuốc để hóa giải đòn kiếm của đối phương, di chuyển khéo léo, sử dụng ở vai eo lưng vừa mềm dẻo vừa kỳ lực. Bạch hạt xuyên vân, bạch hạt tầm leo, đại bản chuyển dựng cuộn tròn như vũ bão được gọi là toàn phong kiếm, thuộc hệ thống hoa kiếm rất đẹp. Đó cũng là phần cao nhất và sẽ biểu diễn bài môn. Bài môn này gồm 90 thế công thủ, tránh né và tấn công theo 8 cửa, 4 hướng chính và 4 hướng phụ. Thế đánh của bài linh hoạt và dũng mạnh với những đòn bổ ngược từ trên cao xuống chuyển, nhưng không kém phần mạnh mẽ. Khi loan và tỏa cuốn theo khí thật người, những lần lãnh đạo bất ngờ đang từ thấp hoặc ở trên cao tấn công chết nhoan, đang tấn công trước mặt hoặc bật người không phía sau phía trên thủ. Công lường trước để nhận họ phản công. Bài thơ tuy đơn giản nhưng rất thú hiệu khi đối thành. Vận viên Trần Vĩnh Lương biểu diễn. Tới 600 kg lực trên 1 cm vuông.
tại Nhật còn gọi là lưng chân lưng, thường cứng mạnh và dứt khoát, từng đó thế thường dùng để tự vệ trong thiếu lâm, du viện và liên viên bất tật dùng để chiến đấu. Người sử dụng nhị tốt và biết pháp lực, hãm lực, thu của pháp cung đúng lúc, chính xác để tránh nguy hiểm cho cả hai bên khi tập luyện. Nhị tốt là phần kết hợp các thế cơ bản với thân pháp và bộ pháp linh hoạt, các thế bắt cung đúng, đánh vòng, đánh chéo đều phải chuẩn. Bài giao này gồm 72 thế công thủ với chiến thuật tránh né và tấn công theo thế tả hữu tam giác và gió lốc, tức là nâng vòng 180 độ. Thế đánh của bài chuyển chuyển, tránh né lanh lẹ như con báo, chính mạnh tấn công dồn dập như con cọ vồ vồ. Đòn đánh thực thực như nâng vòng trong thủ thế lên trên. Hai tay dao quay tròn đâm từ trên xuống dưới, thế đâm ngược, thế đâm xuôi, khiến đối phương không lường được đường dao. Hoặc bên là hoặc bên đúng, hoặc đâm rõ đằng sau, hầu với đau được đâm theo các tử huyệt. Trình độ cao của Bình Xuân dùng để kiểm tra thủ pháp, buộc người luyện tập phải có cảm giác bén nhạy của đôi tay và tai phải biết nghe kình lực của đối phương phát ra.
và đồng thời phải biết sử dụng lực theo ý muốn, tức là dừng lại đúng lúc tránh gây nguy hiểm cho đối thủ. Ở đây các vận động viên đã sử dụng côn nhựa để giảm mức nguy hiểm xuống tối đa. Mặc dù là côn nhựa, nhị khúc được sử dụng bởi tổng lực hoặc các bên phát triển. Bởi lực tri tâm với lực đánh xuống là 580 kg tức 1 cm rất nguy hiểm, buộc người lực tập luyện phải sử dụng thật nhuần nhuyễn, chính xác và kịp thời khi thu phát đòn. Ở đây các biểu diễn viên đã sử dụng côn nhựa để tránh gây nguy hiểm.